Bây giờ cô phải đỡ đến 60-70% rồi đấy, nhẹ lắm. Tôi thấy khá hơn rất chi là nhiều, đi lại thoải mái thế và cái lưng nó không bị đau, giúp cho tôi được đến hôm nay được đến 65-70%. Tại là tất cả các cái bệnh tình xương khớp rồi dây thần kinh tọa của cô là thuyên giảm được tới 70%. Tôi đánh giá là phương pháp này ưu điểm tuyệt đối đấy so với bản thân tôi. Tất cả các phương pháp khác trước ấy thì nó có tác dụng cơ chế phòng ngừa, nhưng đây nó vừa phòng ngừa như là chữa bệnh kịp thời. Một là nó đỡ mất được cái thời gian của người bệnh nhân, hai là nó đỡ đau đớn hơn, và thứ ba là cùng một lúc là có thể chữa được nhiều bệnh. Thế cho nên là cô thấy là rất là tuyệt vời. Thế thì tôi thấy rằng là đây là một cái viện cấy chỉ cực kỳ tốt, cực kỳ hữu hiệu, mà có thể nói là đem lại cho cái niềm tin cho người bệnh rất là tuyệt vời. Tôi thấy cái nơi chữa bệnh của bác sĩ Hùng ấy là đỉnh cao đấy. Thế mà ai có cơ hội và có duyên thì cứ nên đến đây để mà chữa, thì các vị sẽ được yên tâm. Đấy. Sức mạnh tuổi già. Đấy. Và chúc mọi người cứ thử chiêm nghiệm cái đã. Thế mà sẽ thấy là hiệu quả. Thế mà tôi đã chữa bệnh tới 10 năm thì tôi tin chắc chắn là cái khả năng nhận định của tôi là khá chuẩn xác. Là người tiên phong trong việc áp dụng thành công phương pháp kế chỉ cắt gút vào thẳng huyệt vị, tìm ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân mắc bệnh xương khớp, thoái hóa, thoát vị mà không cần phẫu thuật. Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng đã trở thành bác sĩ của người già, đặc biệt là với những người cao tuổi nghèo. Chữa cho người già, cái bác là thế tôi rất thích. Hai nữa là mình tuyệt vời. Nhờ đôi bàn tay vàng khéo léo, trái tim đầy nhiệt huyết của ông, những người cao tuổi này đã giảm được những cơn đau và tìm được bình an trong cuộc sống.